Hello, xin chào bác nhá. Chào mừng bác quay trở lại kênh YouTube của Minh Lạnh quá nhá. Đấy, hôm nay thì em lại về rất nhiều hàng các bác. Hàng các bác là tối nay quá nhá, 20 giờ nhá, tiếp tục lên nhá. Hôm nay thì em về rồi. Đấy. Nhà em có chút việc hiếu. Đấy. Đây, hôm nay thì về rất nhiều hàng luôn. Hôm nay như là cũng có mấy cái máy đo huyết áp đấy. Đấy. Các bác xem video thì cho em xin một like nhá. Bác nào chưa đăng ký cho em xin một đăng ký kênh. Cái này là cái gì đây không? Đồng hồ tô. Đồng hồ đẹp thế. Đồng hồ tô. Không phải đồng hồ tay đẹp thế. Đồng hồ rẻ. Này các bác này hôm nay nó về mấy thùng liền toàn cái điện thoại này này các bác này. Thì chả biết nó bán như nào đây. Chắc là tối thanh lý cho các bác 200.000 con thôi. Này, toàn cái điện thoại này. Nhiều lắm. Mấy thùng liền. Toàn đồ hộp mới tinh. Đây các bác này. Đấy. Đây. Mấy đôi đáp đây. Panasonic rồi đáp. Mấy đôi đáp đây. Đấy, rất nhiều luôn. Cái này là như kiểu đầu của ấy. Triệt lông. Đâu, ở đây có con triệt lông này. Có con triệt lông mới tinh này. Đấy. Hẹn có bát tối nhá, nhiều lắm. Nhiều về, tôi còn về cả đồng hồ nữa cơ. Đây. Đây rồi, con cá sách về hùng rồi. Đúng rồi đấy. À, dùng rất hay luôn. Người ta gửi anh ạ. Ai tạo người ta gửi ở đây ấy. Tối nha các bác nha. Ok, xin chào các bác, hẹn gặp lại các bác tối nay nha. Đúng cái để dùng bây giờ. Mày quá à. Con này béo chân cắm thì.